cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai giả đá nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ từ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoàn. Lại có những người tự ý kết không kết hôn vì nước trời, ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày thứ 6 mà lại là ngày thứ 6 13. Hình như là ở văn hóa Tây Phương người ta rất là sợ cái ngày thứ 6 13 đó, nó có cái gì đó nó không có hay. Thế nhưng đối với tất cả chúng ta, ngày thứ 6 lại là ngày lòng thương xót Chúa tuôn chảy. Cái điều này nó cũng gần đúng với cái tư tưởng của ông Phao-lô đấy. Ông nói rằng là ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đấy ân sủng càng chứa chan gấp bội. Cái mà thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa lại đổ sức mạnh vào. Cái mà thế gian coi là bỏ đi là xấu xí thì Chúa lại chọn để cho không một phàm nhân nào có quyền tự mãn, tự kiêu trước mặt Thiên Chúa. Thế thì nếu như người ta coi ngày thứ 6, 13 là cái ngày không hay, thì đối với tất cả chúng ta, với lòng thương xót Chúa thì tất cả mọi sự đều nên sinh ích cho tất cả chúng ta. Rồi ngày 13 cũng lại là ngày chúng ta tôn vinh mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Vì thế hôm nay con có hai tâm tình xin được chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em, với các thành viên trong hội Kinh Mân Côi Thánh Đa Minh. Ngày 13 là cái ngày chúng ta họp mặt sáng hôm nay. Với tâm tình thứ nhất là dành cho mẹ Maria ngày 13. Trong ngày 13 tháng 8 mẹ hiện ra, mẹ đã mặc khải cái gì? Chúng ta biết là trong ngày 13 tháng 8 thì là ba trẻ đã bị chính quyền địa phương cấm ngặt, không có cho đi ra đồi Cova để mà gặp Đức Mẹ nữa. Vì thế mà trong lần thứ 5 này đó thì Đức Mẹ Fatima phải rời lại 2 ngày, tức là hiện ra vào ngày 15 đó. Hình như ở một số giáo xứ ngày 13 tháng 8 người ta cũng sẽ cử hành qua ngày 15. Và thông điệp của Đức Mẹ vào ngày 13 tháng 8 có hai cái ý. Ý thứ nhất là hãy cầu nguyện cho tội nhân. Đây cũng là một cái ý mà cũng làm cho chúng ta suy nghĩ ha. Trong những ngày này thì ngày nào con cũng nhận được những tin nhắn là xin cha cầu nguyện cho bệnh nhân này, bệnh nhân kia, nhất là bệnh nhân Covid, toàn là cầu nguyện cho bệnh nhân. Trong 100 tin nhắn thì chắc phải hết 99 cái tin nhắn là cầu cho bệnh nhân này. May ra thì có một cái tin nhắn là cầu cho tội nhân. Thế thì Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta rằng cái con Covid Corona nó có thể là giết thân xác chúng ta, nguy hiểm giết thân xác chúng ta. Thế nhưng mà cái con virus tội lỗi thì nó tiêu hủy cả xác lẫn hồn. Cả xác lẫn hồn. Chính vì thế thông điệp ngày 13 tháng 8 mời gọi chúng ta, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các bệnh nhân, mà chúng ta đừng quên cái còn nguy hiểm hơn nữa, đó là tội nhân. Tội lỗi hủy hoại thân xác và linh hồn chúng ta. Thế thì chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân thì chúng ta cũng phải hy sinh nhiều, và cầu nguyện cho tội nhân thì lại còn phải hy sinh nhiều nhiều hơn nữa. Chúng ta lấy hình ảnh của bà Monica đấy, cầu nguyện cho người con của mình đấy. Cầu nguyện cho tội nhân là cầu nguyện trong nước mắt. Cầu nguyện trong nước mắt đấy.
Cầu nguyện cho bệnh nhân thì đôi khi chúng ta cũng khóc chứ không phải là không. Nhưng mà cầu nguyện cho tội nhân thì còn phải cầu nguyện đầm đìa trong nước mắt hơn nữa. Đây là ý thứ nhất Đức Mẹ nhắc nhé. Ngày hôm nay chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho bệnh nhân, nhưng cũng phải cầu nguyện nhiều hơn cho tội nhân. Bởi vì tội lỗi hủy hoại cả xác lẫn hồn. Và ý thứ hai là Đức Mẹ nói rằng là Đức Mẹ sẽ ban, sẽ có một dấu lạ, một dấu chỉ, một niềm lạ cho anh chị em. Thì thật sự đọc tới cái ý này thì con cũng rất là vui mừng. Sáng hôm nay thì con cũng nói với Đức Mẹ là: Mẹ ơi, tất cả chúng con hơn 1.000 người cùng nhau cầu nguyện đọc Kinh Mân Côi, thì trong ngày 13 tháng 8 Mẹ hứa là sẽ có một cái điểm lạ, thì xin cho cũng cho chúng con cũng thấy mờ mờ, ít là thấy mờ mờ những cái điểm lạ, những cái dấu lạ mà Chúa Mẹ sẽ ban cho chúng con để chúng con kiên vững hơn. Và trong ngày hôm nay thì con thấy rằng là từ sáng đến giờ thì con cũng nhận được những cái tin nhắn là: Thưa cha, gia đình con bị nhiễm Covid nặng lắm mà hôm nay cha dâng lễ tạ ơn vì chúng con được xuất viện rồi. Đấy cũng là những cái thấy bên cạnh những cái cách ly hay là qua đời vân vân, thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái tin vui sống lại. Thế thì Đức Mẹ hứa trong ngày 13 tháng 8 rằng là sẽ có tin vui. Chắc chắn đây là cái hình ảnh ngày 13 tháng 10 đó, mà mặt trời nhảy múa đó. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng nài xin với Đức Mẹ, xin cho chúng con được thấy. Sáng hôm nay thì khi đọc Kinh Mân Côi về thì con cũng nhận được nhiều tin nhắn của quý ông bà và anh chị em, cũng nói là: Cha, trong giờ Kinh Mân Côi sáng hôm nay thì con cảm thấy rất là sốt sắng, và chúng con cảm thấy có sự hiện diện của Mẹ Maria. Thế thì trong thánh lễ này, kính Mẹ Maria ngày 13, chúng con cũng nài xin với Đức Mẹ cho chúng con được thấy những điều tốt lành, thấy những tin vui giữa đại dịch như thế này. Xin cho chúng con được thấy những niềm hy vọng, thấy những tin vui để chúng con sống và làm chứng cho anh chị em. Đây là ý thứ nhất chúng ta chia sẻ về Mẹ Maria ngày 13. Ý thứ hai, hôm nay lễ kính lòng Chúa thương xót, chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa. Bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe đó, Chúa Giêsu nói rằng là sự gì Thiên Chúa kết hiệp, loài người không được phân ly. Đây là câu nói mà trong tất cả các lễ cưới thì vẫn thường đọc lên để nhắc nhở cho các cặp vợ chồng rằng là khi đã lấy nhau rồi thì không có được ly dị. Trong cái bài tin mừng này thì cũng có cái câu rất là buồn cười, đó là các môn đệ nói rằng là nếu mà người đàn ông lấy vợ mà không được ly dị thì thà đừng lấy thì hơn. Thì Chúa cũng nói rằng đâu phải ai cũng có thể hiểu, cũng có những người không lấy vợ vì nước trời. Thì đây cũng là cái ý rất là hay, độc thân vì nước trời. Ví dụ như là anh em chúng con đây cũng là những người tự nguyện độc thân vì nước trời. Thế nhưng chúng ta sẽ chia sẻ cái ý đó là sự gì Thiên Chúa kết hiệp, loài người không được phân ly. Đây là ý tưởng trung tín vợ chồng. Thế thì nếu có một câu hỏi hỏi rằng là vợ chồng chung thủy với nhau trọn đời dễ hay khó? Chắc chắn câu trả lời là khó, và có thể nói rằng là rất rất khó. Chúng ta có thể chung thủy được với nhau được không? Chúng ta cũng có thể trả lời lạy Chúa: để con người trung tín chung thủy với nhau trọn đời thì đây là điều rất khó và không thể. Chúng ta phải biết như thế. Và chính khi chúng ta biết rằng vợ chồng chung tín chung thủy với nhau không thể, thì lúc đấy chúng ta cần trợ giúp. Chúng ta cần trợ giúp. Lạy Chúa, để cho vợ chồng chúng con sống với nhau trọn đời, đây là điều không thể, xin Chúa trợ giúp chúng con. Đấy. Thế thì với cái ý là xin Chúa trợ giúp, thì ai chung tín với Chúa thì có thể chung tín với nhau. Chúng ta thấy hình ảnh của Thánh cả Giuse đó. Thánh cả Giuse đã có ý định từ bỏ Đức Mẹ khi thấy Đức Mẹ mang thai đó, từ bỏ Đức Mẹ. Thế nhưng cũng chính bởi Thánh Giuse là người công chính, là người đã trung tín với Chúa, nên Thánh cả Giuse đã có thể đón Đức Mẹ và trăm năm đấy trung tín với Mẹ Maria. Thế thì để cho đời sống gia đình của chúng ta chung thủy chung tín với nhau, để đời tu của chúng con được chung tín với lời thề hứa của mình, hãy chung tín với Chúa. Chúa sẽ giúp cho chúng ta chung thủy với nhau.